Quý khách hàng thân mến, nếu có nhu cầu lựa chọn những dòng micro có dây cho dàn âm thanh karaoke, dàn âm thanh biểu diễn sân khấu hội trường thì thương hiệu Sennheiser là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất. Nói về ưu điểm của micro có dây so với không dây thì quý khách cứ hình dung đơn giản thế vậy. Cái tín hiệu âm thanh do chúng ta hát, nói, giảng dạy, thuyết trình nó sẽ biến thành tín hiệu dòng điện, và tín hiệu dòng điện này nó sẽ được truyền trực tiếp qua cái dây cáp từ micro đến âm ly, đến cục đẩy công suất, đến cái bộ xử lý âm thanh của chúng ta, thì tín hiệu nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ nguyên vẹn, nguyên bản hơn. Còn nếu mà đã qua một cái bộ phát và thu sóng không dây thì tín hiệu chắc chắn nó sẽ bị méo, bị nhiễu, bị giảm chất lượng đi. Do đó nếu mà sử dụng cùng một cái mức giá tiền thì micro có dây sẽ cho chất lượng âm thanh trung thực và tốt hơn. Thì nói đến thương hiệu micro có dây Sennheiser, dòng E là một trong những chọn có thể nói là chất lượng nhất. Và hãng Sennheiser của Đức này thì đã có giới thiệu cái micro series E, đó là E965, đúng chuẩn high-end của dòng micro thu âm, micro hát karaoke, và nó có giá khá là cao, micro có dây mà giá của nó lên tới 700 đô. Đấy là trên công bố của nhà sản xuất ở trên trang chủ. Còn nếu mà quý khách mua ở Việt Nam có khi giá còn phải đắt hơn. Cùng cái dòng E này thì có những cái sản phẩm giá thấp hơn một chút, đó là E945 giá 278 đô, và rẻ nhất là E935 giá có 179 đô. Nói là rẻ chứ thực tế ở Việt Nam đây cũng vẫn xếp vào các cái dòng sản phẩm cao cấp so với những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường của Trung Quốc. Thì trong video này công ty âm thanh HK sẽ giới thiệu một chút về các cái micro có dây, và cụ thể là sẽ giới thiệu cái mẫu cao cấp nhất Sennheiser E965. Thì phải nói thế vậy, micro nó sẽ chia thành các cái loại, là micro cho giọng nói, giọng hát, gọi là vocal microphone, microphone, và một số cái dòng micro dành cho nhạc cụ, chuyên dùng cho nhạc cụ. Mà nhạc cụ thì nó lại chia thành các cái loại, ví dụ như sáo, tiếng hú, tiếng huýt sáo, tiếng kèn, thì lại cần những cái micro có cái giải đáp ứng tần số, giải tần số thu âm nó khác so với những cái micro thu tiếng guitar, tiếng trống. Thì quý khách nếu mà lựa chọn cái dòng sản phẩm đấy thì hãy liên hệ với nhân viên của công ty âm thanh HK theo số điện thoại trên màn hình, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn. Còn những cái micro dành cho thu âm giọng hát, giọng nói, thuyết trình thì chúng ta sẽ gọi là các cái micro giọng nói, micro vocal. Thì cái micro E965 là một sản phẩm cao cấp nhất trong cái dòng micro thu âm, biểu diễn, giọng hát, và nó có độ nhạy đạt đến chuẩn phòng thu nhưng lại rất bền bỉ để có thể hoạt động trên các sân khấu biểu diễn hoặc là trong các cái dàn âm thanh karaoke, dàn âm thanh hội trường cao cấp. Đây là về ngoại hình của micro. Phía cuối của nó thì đây sẽ có một cái phần đuôi cắm vào cáp. Phần đầu toàn thân là bằng kim loại, trên đây có tên mã E965 và dòng chữ Made in Germany, sản xuất tại Đức. Thì so với hai cái E945 và 935 thì cái E965 này sử dụng cả hai cái mô hình cực polar, mô hình cực cardioid và super cardioid. Thì nói về cái mô hình cực là gì? Mô hình cực là cái mô hình, cái hình mà trong cái những cái khoảng không gian đấy, âm thanh do người nói phát ra nó sẽ được micro tiếp nhận một cách tối ưu nhất. Mô hình cực dạng cardioid tức là toàn bộ âm thanh ở phía trước, đây, phía trước micro, ở phía trước micro. Còn ở phía đuôi micro này sẽ không thu, hoặc là nó sẽ loại bỏ. Tức là người ca sĩ đứng nói ở phía trước thì những cái âm thanh ở phía sau này
phía sau micro, tức là phía trước người người ca sĩ ấy. Vì người ca sĩ hướng cái micro vào miệng mình thì nó sẽ không thu hoặc là thu ở mức cái độ rất là thấp, tức là nó sẽ giúp cho việc loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm từ môi trường xung quanh được tốt nhất. Và cái cardioid là như thế, còn cái super cardioid thì nó hơi khác một chút, nó lại thu âm tốt nhất ở phía trước đây và hơi hơi một phía xung quanh. Thì cái dòng 965 này nó có cái công tắc gạt chuyển đổi giữa hai cái mô hình này tùy thuộc vào cái nhu cầu của quý khách hàng. Thông thường thì ta sẽ đợi ở cái mô hình cardioid này thôi, mô hình gọi là hình tim. Và ngoài ra thì cái khả năng thu âm của nó có dải tần số rất là rộng, từ 40 Hz đến 20 kHz. Đây gần như là toàn bộ những cái tần số của âm thanh mà tai con người có thể nghe thấy, có thể chịu đựng được. Nếu mà tần số trên 20 kHz thì tiếng nó rất là chói tai và thậm chí có thể dẫn tới ảnh hưởng tới thính giác. Còn âm mà dưới 20 Hz, ở đây là nó chỉ từ 40 thôi. Còn chúng ta có thể, nếu mà trong cái không gian thật là yên tĩnh, có thể nghe được những cái âm trầm tần số 20 Hz. Còn trong các môi trường biểu diễn thì thực tế những cái âm trầm như vậy nó cũng đã bị trộn lẫn với những cái tiếng ồn của môi trường xung quanh. Thì quý khách có thể truy cập vào cái đường link ở phía dưới tôi đã để chọn thêm là nên mua micro có dây hay là không dây. Thì có hai cái E935 với 945 là cái micro giá rẻ hơn một chút. Tôi sẽ giới thiệu tiếp về cái đặc điểm nổi bật nhất. Thì đây là một cái micro có dây cầm tay cỡ lớn, màng loa lớn ở đầu, cái màng loa thu âm ở trong này, đầu thu âm trong này lớn nhất của micro. Và cái đầu thu này được thiết kế độc quyền, sử dụng cả hai mẫu mô hình cực. Nó được hoàn thiện với lớp vỏ bằng kim loại cứng cáp, bền bỉ và sang trọng. Có công tắc cắt tần số thấp giúp giảm tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Những cái tiếng ồn, tiếng ầm, tiếng ù đấy, nó có thể cắt, công tắc cắt tần số thấp. Và nó có cái mức là chuyển đổi cái mức tín hiệu đầu vào tăng hoặc giảm 10 dB. Phù hợp với những cái ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ thì ta có thể gạt xuống giảm đi 10 dB. Và cái đầu thu âm của micro nó có cái cơ chế chống sốc sóc mao, nó giúp loại bỏ hiệu quả tiếng ồn. Tức là cái nếu mà không có cái cơ chế chống sốc thì chúng ta di chuyển micro nó sẽ có những cái tiếng động, hoặc là ta đặt micro xuống mặt bàn nó sẽ có những cái tiếng ồn rất là khó chịu. Nó có khả năng hoạt động bền bỉ, khả năng chống ẩm, và dải tần số đáp ứng của nó là từ 40 Hz đến 20 kHz, trong khi chiếc E945 chỉ là 40 Hz đến 18 kHz. Và cái này thì sản phẩm bảo hành lên đến 10 năm, thì 10 năm đây là đối với ở nước ngoài thôi, còn ở Việt Nam thì tất cả các sản phẩm ở Việt Nam bảo hành dài nhất, thì như công ty âm thanh ASK bảo hành dài nhất đó là 36 tháng 3 năm, tùy thương hiệu tùy sản phẩm. Nếu mà những cái sản phẩm của Trung Quốc thì chúng tôi chỉ bảo hành khoảng 12 tháng thôi, chứ không không bảo hành được đến 36 tháng. Nếu sản phẩm chính hãng thì chúng tôi sẽ có thời gian bảo hành dài hơn. Những cái thương hiệu của Trung Quốc ví dụ như Supu chẳng hạn thì rất tiếc chúng tôi không thể bảo hành dài hạn được, vì tiền nào của đấy thôi, giá nó rẻ. Và nói đây là micro có dây nhưng quý khách hoàn toàn có thể biến nó thành một cái micro không dây bằng cách sử dụng thêm cái đầu phát sóng không dây, ví dụ đầu phát sóng không dây XSWD female TX phù hợp với cái chuẩn XLR3. Đây tôi sẽ vào cái trang chủ của nó. Trang chủ đây chính là cái đầu, cái đuôi phát sóng không dây nếu quý khách sử dụng. Giá của cái đuôi phát sóng không dây này nó trên trang web nhà sản xuất là 179,95 đô. Là cái đuôi phát sóng, bộ phát sóng không dây. Thì trên đây là một số cái thông tin
về thông số kỹ thuật và đây có thể sử dụng cái đuôi phát sóng không dây, nó sử dụng cái chuẩn XNR3 ta cắm vào thôi. Bình thường thì cái cáp có dây nó cũng có cái đuôi của nó chuẩn như vậy cắm vào. Thì trên cái này nó sẽ có cái nút bật tắt riêng, sử dụng nguồn riêng, pin riêng. Trên đây là một số cái thông số kỹ thuật cũng như đặc điểm nổi bật nhất của micro. Còn nói về chất lượng âm thanh thì hàng chuẩn chính hãng và đây là hàng cao cấp nhất, đạt chuẩn phòng thu nên quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. À, xin chào và chúc quý khách có những cái lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình.